Đây là một xã hội rối ren, là thời kỳ quân đội tung hoành. Các băng phái trong số đó lại nhân lúc hỗn loạn tranh thủ cướp bóc, đến cả vô song quán ở tận thâm sâu cùng cốc cũng khó tránh khỏi chiến hỏa liên miên. Nhất thời khối đạn dí lên khắp nơi. Đới đao, bổn tướng quân hứa với ngươi, chỉ cần ngươi lấy được kim Phật, sau này vô song quán sẽ là của ngươi. Đỡ đầu, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Giúp ca ca ta đoạt lại võ quán. Đoạt lại võ quán? Võ quán là của mọi người, không phải của một mình ca ca huynh. Dựa vào cái gì đoạt lại võ quán chứ? Đám người tài nghệ không bằng người khác như các ngươi, sao xứng làm chủ của võ quán được? Rốt cuộc huynh muốn thế nào mới chịu buông tay? Chúng ta tỉ thí một trận quyết cao thấp đi, đánh một trận sảng khoái, khiến cho đám người các ngươi tâm phục khẩu phục, sau đó cút khỏi võ quán. Được, chút vậy đi. Vậy chúng ta hãy tỉ thí công bằng. Chút bản lĩnh này của ngươi, còn không mau cút ra khỏi võ quán. Đừng đi. Xin chào mọi người, ta tên Mã Thập Tam. Vì mẹ ta là thiếp thứ 13 của cha ta, ta xếp thứ 13, cho nên họ đặt tên cho ta là Mã Thập Tam. Nhưng họ đều cảm thấy là ta không phải người bình thường, hành sự cổ quái, không rõ ràng gì, nên lại gọi ta là Mã Tam Tứ. Nói cho cùng, đều là vì ta bẩm sinh sức lực mạnh vô cùng. Khởi Mông tiên sinh từng nói, trời sinh ta tất hữu dụng. Hôm nay trời mưa, ông ấy lại dám đuổi ta ra khỏi nhà. Ông ấy chính là cha ta. Không cần giới thiệu, ta tự làm. Ta là cha của Mã Thập Tam, mọi người gọi là Mã Vân. Họ Mã là quý tộc cuối cùng của gia tộc Lưu Mãn Thị. Tục ngữ có câu rất hay, chiều con chính là giết con. Vì để thích ứng với cục diện mới, lập tức gửi tiểu chủ tử đến vô song quán học đạo công thủ. Thật sự là muốn đuổi con đi à? Đi. Cha nhẫn tâm vậy sao? Cút. Các hương thân, ra đây hết đi. Tên khốn quấy rối Mã Thập Tam cuối cùng cũng đi rồi. Thank you.
Vô Song Quán. Đại sư huynh, chúng ta vẫn nên quay về đi, để sư phụ nhìn thấy. Không ổn đâu. Sợ cái gì? Ta là đại đệ tử của sư phụ, học lén hai chiêu công phu thì làm sao? Nếu không thì ai sẽ giúp sư phụ mở rộng Vô Song Quán? Lỡ như sư phụ không có ý đó thì sao? Lại muốn ăn đập hả? Ai đang nhìn lén lão phu luyện công? Đại sư huynh, đợi đợi với. Đại sư huynh, tiểu tử thối từ đâu đến, dám chặn đường của ta? Bên trong có ai không? Ta là đệ tử mới đến của võ quán. Đến đây báo danh. Không phải chỗ này. Đừng tìm nữa. Là ai đang nói chuyện? Ta đã đợi cậu rất lâu rồi. Đợi ta. Ngươi làm gì đấy? Mở mắt ra. Mẹ nó, tình huống gì đây? Xin lỗi, để ta lau cho cô. Ngươi là ai? Sao ngươi lại nhổ nước vào mặt ta? Bỏ ta ra trước, ta không bỏ. Ai biết ngươi còn muốn làm gì? Là ta đã từ hậu sơn cổng ngươi về đây đó. Quả thật là người tốt, không được báo đáp. Ngươi bị hôn mê trong khu rừng hậu sơn, khí bị sói ăn thịt còn không biết. Xin lỗi, không là ngươi bị thương chứ, tiểu huynh đệ? Tiểu huynh đệ cái mẹ gì? Ta là Trương Đại Hổ. Cười cái gì mà cười? Là hổ trong lão hổ, không phải hổ trong thạch sùng. Xin chào hổ ca, ta tên là Mã Thập Tam. Ta nói người nghe, Tịnh Vân là người đứng đầu trong Tam Đại, không được đụng vào trong võ quán này. Nhất định phải nghe cho rõ. Thật ra ta cũng chẳng muốn làm gì cả, chỉ là đột nhiên tôi nước lên khắp mặt cô ấy, muốn nói câu xin lỗi cô ấy. Tam Đại? Vậy lưỡng đại còn lại là gì? Nhớ kỹ nhé, tính khí của Bạc Sơn. Còn có cấm địa hậu sơn của quán chủ. Cấm địa? Sau này có nhiều cơ hội sẽ từ từ giới thiệu với ngươi. Đi. Ở đó. Đến rồi. Chính là chỗ này. Chỗ này à? Ta tự mình đi vào hả? Đúng rồi. Đa tạ hổ ca. Nội lực cao thâm quá. Trẻ tuổi như vậy, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Đại sư tỷ, tỷ tìm muội à? Giao cho muội một chút việc. Đại sư tỷ, bên ngoài mưa rồi à? Sao tóc lại ướt sũng thế? Mưa. Ta vừa gội đầu. Đừng hỏi nhiều. Có chuyện nghiêm túc cần muội đi làm. Có biết cả mới đến võ quán không? Không nghe nói. Đi nghe ngóng đi. Đại sư tỷ, tỷ
Bảo ngủ đi thì đi đi, đừng lèm bèm lắm chuyện. Vâng. Ẩu đả với sư huynh đệ, bị đuổi khỏi võ quán. Ẩu đả với tiên sinh, bị đuổi khỏi võ quán. Còn đến cả tiên sinh cũng dám ẩu đả à? Bái phục. Còn có một điều nữa là gì? Hủy hoại chuồng lợn. Hủy hoại chuồng lợn. Tiểu tử con đến cả con lợn cũng không tha. Con có thù với lợn à? Những điều này ở nơi khác thì được, nhưng đã đến chỗ của bọn ta tuyệt đối không cho phép xảy ra. Vì vô sông quán bọn ta đã có lịch sử mấy trăm năm rồi. Mấy trăm năm à? Con ở bên ngoài có thể tùy tiện làm càn, nhưng đã đến chỗ ta, con dám sinh sự, ta sẽ khiến con muốn sống không được, muốn chết không xong. Biết bọn họ gọi ta là gì không? Không biết. Nha, xa. Nếu con dám sinh sự, ta sẽ cắn con một miếng. Chọc giận ta, sẽ một miếng nuốt trọn con. Biết chưa hả? Ta nghĩ xem. Có răng cắn. Để ta nghĩ xem. Phó quán chủ, đình viện gần dẹp xong rồi. Được, con lùi xuống trước đi. Vâng. Cửu năng, con quay lại. Đệ tử mới đến Mã Thập Tam này, sau này sẽ do con dẫn dắt dạy cậu ấy. Chuyện này không ổn lắm. Còn chuyện này nữa à? Ta nói được là được. Thập Tam, sau này con hãy theo cửu năng sư huynh đi. Cửu năng, lại đây, pha ấm trà cho ta. Sư huynh, sau này xin hãy chăm sóc cho. Sư huynh lại làm những việc vặt này, nuôi sống bản thân cũng đâu phải là chuyện mất mặt gì. Về công phu của huynh nhất định rất cao rồi. Ta không biết võ công. Huynh không phải là... Được rồi. Phó quán chủ còn đang đợi uống trà đó. Yên tâm, ta sẽ nghĩ cách dạy đệ. Sư tỷ, muội nghe ngóng rõ rồi. Bị đuổi 13 lần, đuổi 13 lần, trong đó còn hủy hoại hai cái võ quán, là một nhân vật cực kỳ phiền phức. Thảo nào lại tên Mã Thập Tam. Sư tỷ, nếu tỷ có hứng thú với gã đó, muội đi bắt hắn đến đây cho. Đừng nói bậy. Ta tự đi. Tự đi. Bên ngoài đang mưa to. Chính là chỗ này.
Để vào trong đó chào hỏi mọi người trước đi. Tổ năng sư huynh, huynh không đi cùng à? Ta bị cấm bước vào chỗ này. Cảm ơn. Vì sao? Những điều không nên hỏi thì đợi đừng hỏi. Mau đi đi. Ta còn đi tưới nước. Sư tỷ, hắn đến rồi. Cậu chính là đệ tử mới đến hả? Đại sư huynh, còn nhớ ta không? Huynh là cái người... Huynh là cái người... Bây giờ đã nhớ ra chưa? Là huynh à? Xin chào, đệ tử là Mã Thập Tam. Ra ngoài nhất định phải nhớ kỹ một chữ nhẫn. Nhớ kỹ nha. Ta Bạc Sơn là đại sư huynh ở đây. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh. Tiểu tử, công phu khá đó. Có điều còn kém xa ta. Sau này hãy theo ta lăn lộn đi. Cậu bị nhắm rồi đó. Vừa đến đây ngày đầu tiên, Tam Đại không được động vào. Đều động vào cả rồi. Nhưng mà cậu là thấy xui xẻo. Sau này nhất định là nhân vật chính. Mã Thập Tam phải không? Đi theo ta. Đại sư tỷ, tỷ tìm đệ à? Này, tỷ làm gì thế? Dù đệ có hại tỷ bị phun nước vào mặt, đệ cũng đã tạ lỗi rồi, đệ có cần phải làm vậy không? Này, người trong võ quán các người sao đều ngang tàng vậy? Không ổn. Tại sao không đánh trả? Để truyền thuyết là thật sao? Người duyên hủy hoại võ đạo quán, ngu sinh sự thị phi, Mã Thập Tam là thật. Vừa nãy vì sao không đánh trả? Còn nữa, nội lực của đệ thâm hậu như vậy. Sư phụ đệ là ai? Đệ không có sư phụ. Nội lực và sức mạnh của đệ đều là bẩm sinh đã có. Chính là vì đệ không khống chế tốt nó, cho nên bẩm sinh. Chào mừng đệ đến với Vô Song Quán. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ dạy đệ làm thế nào khống chế nội lực. Thật sao? Sư tỷ, thế nào? Không nguy hiểm. Là món quà. Món quà ư?
Mã Thập Tam đi đâu vậy? Đúng đó, mau nói đi. Nói đi. Chẳng làm gì cả, mấy người mau ngủ đi. Nói nhỏ thôi, làm gì thế? Ầm ĩ gì thế? Nào nào, đi ngủ đi. Đại đi đâu thế? Có phải đi hẹn hò với đại sư tỷ không? Đâu có. Họ không hứa được thì cứ nói với ta đi. Đại sư tỷ có phải thích đệ rồi không? Biết đâu chừng ta còn có thể giúp cho đệ. Tâm cái miệng hồ phu huynh lại đi. Ngủ. Dài của cậu hồi quá. Nếu mỗi ngày đều rạng rỡ như chỗ này thì tốt biết mấy. Sư sư, nhìn cái 日子过得太悠闲了。悠闲nhàn nhã có hảo mà? Nhàn nhã không tốt sao? Nhưng mà cái gì? Có sư sư thúc. Có sư là mày. Thúc là người đứng đầu võ quán. Nhìn sư y sư phụ đã truyền võ quán lại cho thúc. Sư phụ bảo vũ quản. Thúc không thể có lỗi với người. Ta thấy võ quán bây giờ rất ổn mà. Có con, có phó quán chủ, còn có Bạc Sơn và Tịnh Vân bọn họ. Ta còn có điều gì không yên tâm chứ? Nhưng mà cứ tiếp tục như thế này, võ quán sẽ loạn cào cào, sớm muộn sẽ bị hủy hoại thôi. Thúc xem Bạc Sơn, bây giờ ở võ quán hoành hành bá đạo, đâu có ai dám nói hắn câu nào. Võ quán mấy trăm năm nay, nếu hủy trong tay chúng ta, biết anh nói thế nào với sư phụ và sư tổ chứ? Không đâu, người trẻ tuổi mà nên có khí thái của người trẻ tuổi. Đời người chính là một kiểu tu hành. Cháu đó nghĩ ngợi nhiều rồi, cứ theo ý họ đi. Cái này cho thuốc là đớ đau nhờ người gửi về đây cho con. Con cũng không dùng đến. Cái này tinh tế thật đó. Đúng rồi, đớ đau bây giờ ra sao rồi? Con cũng nhiều năm rồi không gặp cậu ấy. Sư thúc, con đi trước đây. Đệ tử mới đến, nếu rảnh con hãy dạy dỗ nó thật tốt. Vâng, biết rồi ạ. Đại sư huynh giỏi đó. Chẳng còn gì cả. Ở đây nè. Xin lỗi. Đây là của ta. Đây là đệ. Cái này là đệ nhìn thấy trước. Nguyên tắc sinh tồn ở đây là thiên hạ thủ vi cường. Nhớ kỹ nha. Kiểu người gì vậy? Đại sư huynh. Đại sư huynh dùng thông thả. Không đủ thì đệ đi lấy thêm cho huynh. Cái này cho ta sao? Cái này cho ta ăn sao? Hả? Kẻ nào? Khoai của ta. Ông là ai? Nóng quá, nóng quá. Khoai của ta đi đâu rồi? Trong bụng nè. Ngươi hỏi ta là ai? Ngươi là ai? Ta ở đây. Còn không? Có thể cho ta thêm một củ không? Vừa nãy ăn nhanh quá, đến cả mùi vị cũng chưa nếm rõ. Cho ta thêm một củ đi. Củ này nữa thôi đó. Ta còn chưa ăn mà. Hay là thế này đi, ta đi trộm thêm một củ cho cậu. Cậu muốn cho ta ăn nha. Thôi đi, sợ ông rồi. Củ này thôi đó. Hay chúng ta mỗi người một nửa. Nè, thơm quá.
Tiểu tử, cậu tên là gì? Ta tên Mã Thập Tam. Cái tên khó nghe thế. Ta đặt tên khác cho cậu nha. Tên là Mã Hổ. Mã Thượng. Dứt khoát. Tên là Mã Tẩu Nhật. Ông đặt tên có tên gì ấy? Ông là ai? Sao đêm hôm vẫn còn ở đây? Mã Đức Lý cũng không hay. Họ Mã. Mã gì thì hay. Được rồi, được rồi. Ông tự mình nghĩ thông thả đi. Ta đi trước đây. Ta còn có việc phải làm. Nè, cậu quay lại đây. Người trẻ tuổi, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Ra đây đi. Ta sớm đã biết ngươi đã đến đây rồi. Mấy năm nay võ công của ngươi tiến bộ khá nhiều đó. Lại nào. Người xuất chiêu chậm quá. Lại nào. Nguyễn Hương Bơ. Ngại quá, đã đến trễ rồi. Đại Hổ, Huỳnh mau lên. Mọi người đi đâu cả rồi? Xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Quán chủ gặp chuyện rồi. Đi theo ta. Quán chủ rốt cuộc đã gặp chuyện gì? Cô có vài suy luận. Thứ nhất, võ công của kẻ này kém hơn quán chủ, và bản thân hắn cũng tự biết. Thứ hai, hắn ít giao đấu với quán chủ. Thứ ba, hắn không chắc về thân thủ của chính mình. Nhưng lần này chiến thắng vô cùng chắc chắn. Làm thế nào con biết những điều này? Rất đơn giản. Mọi người nhìn xem, chỗ này từng bị ám khí đánh vào, nhưng trong phòng đã không hề có dấu vết bị ám khí phá hoại, cho thấy rõ quán chủ có đề phòng đón trúng ám khí. Nhưng dù là như vậy, dù hắn đã bị bại lộ, biết là không thắng được quán chủ, nhưng vẫn chọn cách tấn công quán chủ, cuối cùng có thể chứng minh hoặc là hắn chắc chắn sẽ thắng được bằng phương diện khác, hoặc chính là hắn không thể không tiếp tục. Về kết quả thì sao? Sư phụ. Sư phụ đâu? Người sao rồi? Bạc Sơn. Sao bây giờ cậu mới đến? Ông quản được à? Bạc Sơn. Quán chủ không có ở đây. Phó quán chủ chính là chủ sự của võ quán. Huynh ngoan ngoãn trả lời đi. Ta vừa mới biết. Nghe thấy tin tức sư phụ mất tích, liền lập tức đến đây xem xem. Kết quả mọi người đều thấy rõ rồi. Quán chủ mất tích rồi. Bây giờ chúng ta đánh đại kẻ địch là ai còn không biết, cũng không biết kế hoạch bước tiếp theo của chúng. Theo ta thấy, bây giờ chúng ta nên tăng cường phòng bị mới đúng. Mọi người có ý kiến gì không? Ta sẽ quyết định chuyện này nhé. Bạc Sơn, cậu là đại sư huynh, cậu dẫn theo các huynh đệ ba người canh một chập, luân phiên báo thông tin. Tịnh Vân, cô thống lĩnh đám người Lưu Vân tiếp tục điều tra hành tung của quán chủ. Chỗ này tại sao là do quyết định?
Vì ta là phó quán chủ. Ông chẳng qua chỉ là tiên sinh dạy học mà sư phụ ta mời về mà thôi. Ta mới là đại đệ tử chân truyền của sư phụ. Bây giờ sư phụ không có ở đây, chỗ này nên do ta quyết định. Bạc Sơn, đừng mâu thuẫn nội bộ, nên làm theo như ta đã nói. Không đúng, nhất định phải làm theo lời ta nói. Phó quán chủ dạy dặn kinh nghiệm hơn huynh, nắm đấm của ta mạnh hơn ông ta. Chúng ta dùng nắm đấm để nói chuyện. Đại sư huynh, đệ đệ không dám nữa. Chỉ cần có Bạc Sơn ta ở đây, ông ta vĩnh viễn chỉ là phó quán chủ. Tránh ra. Mù à. Đại sư huynh, cút. Vâng. Bạc Sơn sư huynh, đa tạ huynh ra ta cứu giúp. Sư phụ có dạy, có trật tự lớn bé. Bạc Sơn sư huynh, đệ có vài lời muốn trò chuyện cùng với huynh. Cũng không biết an nguy của sư phụ thế nào, làm ta lo quá. Lúc này càng khó khăn thì càng không được lo lắng. Huynh tuyệt đối phải nhớ kỹ. Cửu năng sư huynh, huynh tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Hôm nay ta gọi huynh ra chính là muốn nói về hành vi gần đây của huynh. Huynh cứ tiếp tục làm ầm lên như thế, võ quán sớm ngày sẽ bị lật tung. Bây giờ võ quán còn có ai không phục ta? Có thể nói là đoàn kết vô cùng trên dưới đồng lòng. Có ta ở đây, huynh yên tâm, bảo đảm không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Không đơn giản vậy đâu. Chỉ cần nắm đấm đủ chắc thì sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Huynh là người của phó quán chủ. Nói bậy. Hai ta là đồng môn, sao ta có thể nhìn võ quán bị người ngoài kiểm soát chứ? Bạc Sơn sư huynh, chỉ là huynh quá gấp gáp, như vậy khó lòng phục chúng. Ta, Bạc Sơn, không có bất cứ vấn đề gì. Trọng trách Phát Dương Vô Song quán cứ giao cho ta. Sự dũng cảm của kẻ tầm thường không hữu dụng. Ông là đừng hỏi, như mộng mà không phải mộng, như thật mà không phải thật. Tránh ra, cho ta vào trong. Tránh ra. Thế nào? Vẫn chưa bắt đầu à? Thế này là đứng khá lâu rồi.
Đại sư huynh hơi run rồi. Huynh xem có phải vậy không? Thật đó, thật kỳ lạ. Ta làm nhà cái, các đệ cược đi, xem ai sẽ thắng. Cử động rồi, cử động rồi. Bạc Sơn sư huynh cử động rồi. Tịnh Vân, ta muốn nói với người, hãy lấy ta đi. Bạc Sơn, huynh làm gì thế? Ta nghiêm túc đó. Trong bộ ván này, chỉ có ta mới xứng làm người đàn ông của muội. Chúng ta hãy bên nhau đi, vì trọng trách lớn của bộ ván, truyền thừa hương hỏa. Đừng làm càn nữa. Ta không đồng ý. Ai? Ai? Là đệ. Chính là đệ. Đệ không đồng ý. Dừng tay. Là đệ ấy. Thả. Mẹ ơi, muội bảo ta buông tay, ta liền buông tay. Bạc Sơn, bây giờ an nguy của võ quán là quan trọng nhất. Những chuyện này để sau hãy nói đi. Đại sư huynh, thật sự không phải là đệ. Thật sự không phải. Cửu năng sư huynh, nhìn bộ dạng của đệ không vui cho lắm. Nếu không ngại thì nói ra đi, biết đâu ta có thể giúp được đệ. Cửu năng sư huynh, tôi đến đây chính là để học võ công và làm thế nào khống chế được sức mạnh của bản thân mình. Nhưng vừa đến võ quán chưa được 2 ngày đã xảy ra nhiều chuyện thế này. Bây giờ triệt để không cách nào học được võ công nữa. Sức mạnh của đệ rất lớn sao? Không chỉ là sức mạnh, trong người đệ còn có một nguồn sức lực không tài nào nói rõ được. Đệ rất khó kiểm soát nó. Không cẩn thận thì sẽ dễ làm tổn hại người ở xung quanh mình. Đó là nội lực. Người dạy đệ không nói cho đệ biết à? Không có ai dạy đệ cả. Không có ai dạy đệ ư? Vậy làm sao để học được? Đệ cũng không theo ai học cả. Bẩm sinh đã vậy rồi. Bẩm sinh đã vậy. Ta hỏi đệ, nếu ta bằng lòng dạy đệ, đệ có học không? Thật sao? Huynh bằng lòng thật à? Không đúng. Chẳng phải huynh không biết võ công sao? Ta không biết võ công, nhưng ta biết một vài tâm huyết. Thật sao, cửu năng sư huynh? Huynh đồng ý dạy đệ thật à? Hay quá. Đa tạ cửu năng sư huynh. Đa tạ cửu năng sư huynh. Mã Thập Tam, đừng đi trước đây. Cửu năng sư huynh, đứng lại. Đứng lại. Tỷ, sao đệ chạy hả? Vừa nãy là đệ thét lên phải không? Dám làm không dám nhận phải không? Là đệ.
Tại sao không dám đứng ra? Bạc Sơ không đánh thắng được đệ. Tỷ hy vọng đệ sẽ đứng ra sao? Đệ sợ đánh cho Bạc Sơ bị thương. Dù gì huynh ấy cũng là đại sư huynh của chúng ta. Bây giờ bên ngoài có cường địch, dù thế nào huynh ấy cũng được coi là một trong những chiến lược chủ yếu của chúng ta. Nhờ đánh cho huynh ấy bị thương chỉ gây bất lợi cho tình hình của chúng ta. Cử năng sư huynh thay mặt sư phụ truyền thụ võ công, phụng theo lệnh của sư phụ, tuân theo lời răn dạy, có đồng ý không? Có, hành lễ. Cử năng sư huynh tại thượng, xin hãy chấp nhận một lại của thập tam. Tuy ta truyền tâm quyết cho đệ, nhưng hai ta vẫn là sư huynh đệ cùng thế hệ, không cần hành đại lễ như vậy. Cử năng sư huynh tại thượng, xin hãy nhận một lại của thập tam. Được, đứng dậy đi. Tiếp tục. Nào, đấm ta một cái đi. Hả? Đánh ta đi. Đánh thật à? Nào. Tiếp xúc thân thể. Tập luyện cùng. Làm lại. Hành chính cấp điều chính khí thở. Điều chỉnh khí thở thì tâm sẽ tịnh. Sao lại đến chỗ này nữa vậy? Giỏi đó. Ta có thể cảm nhận được luồng khí bên trong cậu đã cân bằng lại kha khá rồi. Xem ra cậu tiến bộ thần tốc đó. Đây là nhờ cử năng sư huynh biết cách dạy dỗ. Nơi đây là giấc mộng hay là hiện thực? Có gì khác biệt đâu. Hai ta tương kiến, cậu biết, ta biết. Tiền bối, rốt cuộc ông là thật hay là ảo ảnh? Cậu là thật hay là ảo ảnh? Ta chắc chắn là thật rồi. Có thể thấy được, có thể nghe được, có thể cảm nhận được, chính là chân thực. Nếu không thể nhìn thấu, sao có thể khống chế được sức mạnh nhìn không thấy, sợ không được trong cơ thể chứ? Ta hỏi cậu, điều chỉnh luồng khí bên trong cơ thể đến hôm nay, có phải cậu có điểm nào là nút thắt không vượt qua được không? Tiền bối, xin tiền bối chỉ bảo cho rõ. Sức mạnh trong cơ thể cậu quá là hùng mạnh, không phải tu vi một sớm một chiều có thể kiểm soát nổi. Nhớ kỹ, mọi chuyện đều huyền ảo như mộng, mọi thứ đều chân thực như mộng. Hư hư thật thật liên miên không ngừng, cậu hiểu không? Hư hư thật thật liên miên không ngừng. Hư hư thật thật liên miên không ngừng. Hư hư thật thật. Không được tiền bối à? Tiền bối,
Tiền bối. Thập tam. Cửu năng sư huynh. Sư huynh, huynh nấu ăn ngon thật đó, đúng không sư tỷ? Thích ăn thì ăn nhiều vào. Đậu này ngon vô cùng. Cho đậy. Sư huynh, ăn đi. Má thập tam, để muốn làm cái gì? Ai da, đợi là muốn xem võ công của cửu năng sư huynh rốt cuộc cao thâm đến đâu. Ca ca, sư phụ sao có thể hạ thủ tàn nhẫn với huynh như vậy? Chiếc vị quán chủ vô song quán mấy trăm năm nay đều là đại đệ tử tương truyền, dù sư phụ không truyền lại cho huynh cũng không đến mức phải đi bỏ công tập luyện nhiều năm như vậy chứ. Nếu không phải sư thúc đến kịp, e rằng đến cả tính mạng cũng khó bảo toàn. Đừng nhắc đến sư phụ, nếu không có ông ta, chức vị quán chủ sớm đã là của ta rồi. Sư phụ nói ta sát khí quá nặng, hành sự lỗ mãng, võ quán truyền vào tai ta, sớm muộn sẽ đem đến tai họa cho võ quán. Ta thấy sư phụ già rồi, hô đô rồi. Dù đã đến nông nỗi này rồi, e là huynh đệ chúng ta cũng chẳng thể ở lại võ quán tiếp được. Ca ca, hay là thế này, hai ta hạ sơn đi. Cửu năng sư huynh không biết võ công, khắp võ quán ai cũng biết. Đại đùa cợt gì vậy? Đây chỉ là muốn thử thôi. Sư tỷ, nghỉ ngơi một lát đi. Lại muốn lừa biếng, đúng không? Không phải. Đệ sợ tỷ mệt. Ta không yếu đuối như đệ nghĩ đâu. Võ quán bây giờ gặp nạn, cường địch có thể kéo đến bất cứ lúc nào. Ta không có thời gian nghỉ ngơi. Cũng không biết quán chủ bây giờ hành tung ra sao. Không sao, cha ta sẽ không chết dễ dàng vậy đâu. Yên tâm đi, ta không sao. Đại sư huynh, tiểu tử thối Bạc Sơn, huynh muốn làm gì? Ta muốn cho muội nhìn thấy người đàn ông thế nào mới xứng với muội. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy đánh trả đi. Bạc Sơn, huynh làm càng đủ chưa? Muội nhìn thấy chưa, người đàn ông đánh cả đánh trả cũng không dám, sao xứng với muội được? Đối đau. Ca, đệ trở về rồi à?
Bây giờ tốt rồi, có đệ và thập tam, phần thắng càng lớn hơn. Thập tam, người mới đến, ta dạy đệ ấy luyện tâm pháp, là kỳ tài luyện võ có thần lực bẩm sinh. Ta nhất định sẽ đòi lại hết những gì đã mất đi. Cửu Năng sư huynh, đây là đệ đệ của ta. Đó đâu? Ôi đẹp trai quá. Đó đâu ca ca? Tịnh Vân, quả thật là huynh. Nào thập tam, để ta giới thiệu cho đệ biết, đây là đệ đệ của ta. Đối đạo, đây là thập tam. Xin chào đối đạo sư huynh. Đối đạo, đi nào, chúng ta đến sân xem xem. Đi nào. Ôi đẹp trai quá. Biến qua một bên. Đại sư huynh, hai chúng ta ai lợi hại hơn? Nếu tỷ thí về lượng ngốn cơm, đệ không bằng huynh. Nhưng nếu là tỷ thí công phu, cái gì? Đệ thấy là võ công của đệ lợi hại hơn ta sao? Hả? Nếu tỷ thí võ công, huynh so sánh với đệ còn kém xa lắm. Đây là chỗ ăn cơm, không phải chỗ tỷ thí. Đừng quấy rối làm mọi người mất hứng ăn. Đệ lắm lời thật đó. Huynh không nghe lời như thế, đệ sẽ phạt huynh đó. Đại sư huynh, được rồi, nếu huynh còn muốn tỷ thí tiếp, hôm khác chúng ta hẹn gặp ở đạo trường đi. Đi thôi, đi thôi đại sư huynh. Lãng phí lương thực, đúng là tạo nghiệp. Phó quán chủ, nước đun xong rồi. Cửu Năng sư huynh, chuyện này sao có thể để cậu đích thân làm chứ? Chẳng phải ta đã đem đến suốt bao nhiêu năm nay sao? Hôm nay sao lại khách sáo thế? Nào, mời ngồi, mời ngồi. Sau này những việc thế này để bọn ta làm là được rồi. Ông thay đổi nhanh ghê đó. Rất tốt. Thức thời mới là trang tướng kiệt. Cửu Năng sư huynh, uống trà đi. Sau này có sự hỗ trợ của ông, ta sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Để nhìn tình hình hiện nay của võ quán đi. Sư thúc tính tình vô kỷ luật, chuyện gì cũng không thèm quan tâm. Từ lúc võ quán truyền đến tao ấy, những kỷ luật nghiêm ngặt trước đây đều bị phế bỏ. Tiếp tục thế này, ta không thể nhìn võ quán bị hủy trong tay của Bạc Sơn được. Sư huynh, chẳng phải còn Tịnh Vân sao? Tịnh Vân có lẽ thêm 10 năm nữa cô ấy mới có thể trở thành quán chủ. Thập tam, thực ra xem ra đấy mới là ứng cử viên cho chức quán chủ thích hợp nhất trong lòng ta.
quán chủ chức vị quán chủ sớm muộn cũng là của đệ. Vậy đệ hãy nghĩ cho kỹ. Môn quy của môn phái chúng ta, một tông chỉ của võ quán chúng ta, phổ nhập tâm trí, lao lực gần cốt, phát dương võ thuật vô song, truyền bá tinh thần võ đạo. Hai, đệ tử trong thời gian tập luyện không được phép đến muộn, về sớm tốn tiết, đúng giờ có mặt ở võ trường, đã sắp xếp luyện võ. Nếu có chuyện quan trọng không thể có mặt đúng giờ, phải xin phép với sư trưởng trước đó. Ba, đệ tử võ quán phải tôn sư trọng đạo, tuân thủ môn quy, trước khi học phải hành lễ với sư trưởng. Lúc phát hiện thì đã thế này rồi, cứ luôn như thế. Sau đó mụ đã lập tức thông báo cho Tịnh Vân đại sư tỷ và Bạc Sơn đại sư huynh. Lưu Vân, cô nên lập tức bẩm báo với tiền bối cửu năng trước. Cửu năng tiền bối? Không sao, không cần chấp nhất như thế. Chuyện quan trọng là tìm ra được sư thúc. Hú hồ, Bạc Sơn sức mạnh lớn như vậy, dù thông báo cho ta trước, ta cũng sẽ đi tìm Bạc Sơn, bảo Bạc Sơn xuống đó cứu sư thúc lên. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu bây giờ chính là phái thêm nhân lực bảo vệ cho sư thúc. Ngoài ra, lập tức đi tìm danh y đến trị liệu cho sư thúc. Đỡ đau, hai ngày nay vất vả cho đệ rồi. Vâng. Cửu năng sư huynh, cứ để muội làm cho. Sao thế Tịnh Tân? Không yên tâm sư huynh à? Muội chỉ là muốn ở bên cha muội. Đỡ đau sư huynh, muội biết võ công của muội không bằng huynh, nhưng mà mọi người sợ cái gì? Có ta ở đây, ta không tin. Có ai chúng ta ở đây, còn có kẻ nào dám lộng hành? Đệ có ý gì? Đại sư huynh ngu giận. Đệ chỉ cảm thấy để huynh làm hộ vệ cho sư thúc có cũng như không. Đệ đỡ đau, đừng nói bậy. Hay là để đệ cùng Tịnh Vân sư tỷ đi bảo vệ quán chủ. Nếu vẫn không yên tâm, có thể để Bạc Sơn sư huynh cũng đi cùng. Kinh nghiệm của đệ còn non, đừng sắp xếp bừa bãi. Đệ chỉ là muốn giúp sức mình đóng góp thôi. Thập Tam, đệ và Bạc Sơn chia nhau ban ngày và buổi tối đến cùng Tịnh Vân. Vâng. Ông ấy chính là quán chủ à? Trước đây đệ không biết sao? Đệ tưởng ông ấy là lão đầu thích ăn khai thôi. Thực ra, cha ta vẫn luôn kỳ vọng ở đệ, rất nhiều đó. Hả? Ông ấy biết đệ à? Có người đến.
Tỷ không bị thương chứ? Không sao. Ai cha, cánh tay của đệ không sao. Muộn thế này rồi, đệ còn ăn mặc như thế, đi đâu vậy? Không có gì. Rảnh rỗi quá, đến chỗ sư thúc thôi. Đệ đừng làm càng. Đệ chỉ là muốn thử bản lĩnh của Mã Thập Tam. Huynh và sư thúc đều coi trọng đệ như vậy. Đừng đánh rắn động rừng. Về kết quả thăm dò thế nào? Họ chẳng có vấn đề gì cả. Với lại, trong căn phòng đó có nhiều lệnh bài chắn mũi tên. Nếu đến cả âm khí cũng không phòng nổi, thì họ quá vô tích sự. Cho nên mới nói, ca, chức vị võ quán, sớm muộn gì để cũng phải đoạt lại cho huynh. Đối đầu. Thật sự muốn đánh một trận với hắn xem. Thập Tam, đệ không sao chứ? Đúng rồi. Mấy ngày nay, tỷ đi luyện công cùng đệ. Quay về ở bên cạnh quán chủ đi. Không sao. Bây giờ vốn có thể xác định mục tiêu của chúng đã không còn là cha của ta rồi. Cũng đúng. Một bên là cử năng, một bên là võ quán. Đổi lại là ta, ta cũng không biết phải lựa chọn thế nào. Tỷ nói đúng một nửa, cũng sai mất một nửa. Một bên là cử năng sư huynh, bên còn lại không phải là võ quán. Vậy là cái gì? Là tỷ. Đại sư tỷ, sao thế? Đại sư huynh cùng với đối đao đánh nhau trong sân luyện võ rồi. Lần trước ta chưa chuẩn bị sẵn sàng, lần này người chết chắc rồi. Đại sư huynh, huynh đệ hai ta giao lưu với nhau, đâu cần nói lời vũ phu vậy. Tóm lại hôm nay có ta không có người. Nè, mọi người đều nhìn thấy cả rồi chứ, ta chỉ là phòng vệ thôi mà. Đại sư huynh, vậy ta chỉ đành cung kính chi bằng tuân lệnh rồi. Có huynh, không có ta. Thank you.
Đại sư huynh, đại sư huynh, Bạc Sơn, đại sư huynh, huynh không sao chứ? Đại sư huynh, còn muốn đánh không? Đỡ đại sư huynh, huynh dừng tay đi. Đủ rồi. Cứu đại sư huynh. Dẫn hắn đi đi. Tịnh Vân, ta đang ở trong phòng của muội sao? Huynh làm gì thế? Mùi hương trong phòng muội. Tịnh Vân sư tỷ, hay là tỷ ra ngoài một lát đi. Sao đệ lại ở đây? Đây là phòng của đệ. Đại sư huynh, hỏi sao ta thấy hồi thế? Đại hổ, chúng ta đi. Huynh đang bị thương đó, đại sư huynh. Đại thập tam đã cứu huynh về đây. Ai cần hắn hảo tâm như thế chứ? Toàn bộ võ quán đều biết hắn là người của Quỷ Năng. Tịnh Vân, đi theo ta. Đừng ở chung với hạng người này. Đi theo ta. Đừng làm càng nữa được không? Bây giờ có thể đi được sao? Không đi được cũng phải đi. Đi. Thập tam và Quỷ Năng đã triệt để đoạn tuyệt rồi. Ta không tin. Chuyện này nhất định là quỷ kế của chúng. Huynh không tin thập tam, cũng không tin muội sao? Thập tam, thập tam, gọi thân thiết như thế. Đại sư huynh, ta còn ở đây làm gì chứ? Đại hổ, đi. Ây dạ, đại sư huynh, huynh xem bây giờ huynh đã đang nằm nổi này rồi. Bây giờ liên đới đến tồn vong của võ quán, huynh còn nhẹ nhàng vậy sao? Huynh muốn đi thì huynh đi đi. Để bảo ta đi thì ta đi à? Dựa vào cái gì chứ? Đại sư huynh, không đi cũng không được. Đỡ đâu? Huynh muốn làm gì? Đừng gọi sư huynh nữa. Ta đến đây để truyền đạt mệnh lệnh của phó quán chủ. Bạc Sơn, vì chuyện cá nhân gây ra thù oán, làm loạn trật tự trong võ quán, là việc khinh thường đại đệ tử của trưởng môn, tội càng thêm nặng. Lập tức đuổi ra khỏi võ quán. Đỡ đâu sư huynh? Đỡ đâu? Đại sư huynh đang bị thương. Đừng quá đáng. Cũng không phải do ta quyết định. Với lại, nếu hắn muốn tìm đến liều mạng với ta, cầu xin đi sẽ được. Tịnh Vân, đừng cầu xin hắn. Ta đi. Mã Thập Tam, đợi chăm sóc tốt. Đợi chăm sóc tốt cho Tịnh Vân. Đỡ đâu? Chúng ta đều là sư huynh đệ đồng môn. Huynh đừng nên quá đáng quá. Ta quá đáng ư? Ta quá đáng vậy đó. Ngươi có thể làm gì ta hả? Đỡ đâu? Rốt cuộc đệ muốn thế nào? Giúp ca ca ta đoạt lại võ quán. Đoạt lại võ quán. Võ quán là của mọi người, không phải của một mình ca ca huynh. Dựa vào cái gì đoạt lại võ quán? Cái đám tài nghệ không bằng người khác như các người, sao xứng làm chủ của võ quán chứ? Rốt cuộc huynh muốn thế nào mới chịu buông tay hả? Chúng ta tỉ thí một trận phân cao thấp đi. Đánh một trận, khiến cho những gã như ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Sau đó rút ra khỏi võ quán. Được.
Chú phải đi. Chúng ta hãy tỉ thí một trận công bằng. Chút bản lĩnh này của ngươi, còn không mau cút ra khỏi võ quán. Đừng đi. Thế nào? Giờ hài lòng chưa? Ngươi yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi đâu. Vì bây giờ ngươi chẳng còn tư cách được ta giết. Thậm chí còn chẳng bằng Bạc Sơn. Ít nhất hắn còn có giác ngộ đến cái chết. Không chơi với ngươi nữa. Huynh quay lại đây. 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 Để tỉnh lại rồi à? Lần này hai chúng ta mỗi người một lần, coi như hòa nhé. Là huynh đã cứu đệ à? Là đại hổ. Giờ thì đang ngủ đó. Đây là nơi nào? Đệ quan tâm đây là đâu làm gì? Có gì khác biệt sao? Đại sư huynh, huynh thay đổi rồi. Đây mới là bình thường. Được rồi, để nghỉ ngơi đi. Ta đi nấu ăn đây. Nấu ăn? Huynh đường đường là đại sư huynh, lại biết nấu ăn. Ta không nấu cơm. Mọi người ăn cái gì hả? Cố năng sư huynh, uống trà đi. Hôm nay ta triệu tập mọi người đến đây là muốn nói cho mọi người biết cuộc sống nhàn nhã trước đây của mọi người sau này sẽ chấm dứt. Ban đầu mọi người chọn đến Vô Song Quán bái sư học nghệ chính là phải tuân thủ môn quy, kế thừa võ nghệ. Nào nào nào, đừng khách sáo, nếm thử tài nghệ của ta đi, đầy đặn quá. Sao mặn thế? Ta đâu có biết nấu ăn. Cái này đều là vừa học đó. Đợi tạm đi. Tiếp theo đây có dự định gì? Hả? Đệ hả? Chỉ định về nhà. Nè, đại sư huynh, còn huynh thì sao? Về nhà. Huynh cũng về nhà. Nhà huynh ở đâu? Xem chúng ta có thuận đường đi cùng nhau không? Chúng ta chắc chắn không chung đường. Huynh nói ra xem nào. Nhà ta là Vô Song Quán. Thế nào? Không chung đường, đúng không? Ta đâm đầu xuống con đường hoàng tuyền đó. Sư phụ và Tịnh Vân đều đang ở đó. Ta phải quay về đó. Đại sư huynh, sao huynh vẫn nhớ đến Tịnh Tôn đại sư tỷ chứ? Nếu không vội về nhà thì cứ ở đây thêm một thời gian đi, coi như luyện võ công cùng ta. Đây cũng không mong ta đi rồi, đến cả Tịnh Văn cũng không gặp nổi chứ. Cứ lên đường đi. Ah!
勇，thường ngày mấy người tập luyện thế này sao? Tiếp tục. Bốn. Xem ra ngươi đã giúp ca ca ngươi đoạt lại võ quán rồi. Chúng đều không phải đối thủ của ta. Chức vị quán chủ chắc chắn thuộc về chúng ta. Vậy ta sẽ giúp ngươi diệt trừ những kẻ cản trở ngươi. Chúng đã không còn gây ra uy hiếp được cho ta nữa rồi. Tránh ra. Ca ca. Cứu năng sư huynh. Ca. Trưởng quan. Cô có ý gì hả? Đỡ đào. Hai ta có hẹn. Ta giúp ngươi đoạt lại võ quán. Ngươi giao kim Phật cho ta. Nhưng mà ca ca của ngươi hình như không nghĩ như vậy. Đới đau. Đới đau. Tên khốn kiếp. Sao để có thể liên thủ với người ngoài đối phó võ quán hả? Kim Phật là vật của võ quán, bất luận thế nào cũng không thể rơi vào tay kẻ khác. Trưởng quan, chuyện kim Phật chúng ta bàn bạc lại sao đi. Thả ca ta ra trước đi. Giao kim Phật ra, tự ác sẽ thả ca ca của ngươi ra. Đám súc sinh các ngươi, hỗn xác, ai cho các ngươi quyền lợi hả? Ca ca, cứu năng sư huynh. Dẫn đi. Mau đi nào. Mau đi đi. Giờ cuối cùng ta cũng đã cảm nhận được hàm ý của bốn chữ tiến bộ thần tốc rồi. Đây có lẽ chính là chênh lệch. Chúng ta đều đang cố gắng gia tăng nội lực của chính mình. Còn nội lực của thập tam hoàn toàn khác hẳn với phương pháp của chúng ta. Bây giờ tu hành của thập tam chính là tìm được phương pháp lưu thông đại hải. Đại sư huynh, Lưu Phân, có nhiều hung lính kéo đến bộ quán lắm, nói là muốn cướp kim Phật. Đại sư tỷ, cửu năng sư huynh và cả đối đao đều bị chúng nhốt lại rồi. Đi nào. Thập Tam, về nhà thôi. Chia ra hành động. Ta đến cứu mọi người đây. Mau đi thôi. Đi nào. Sư huynh, mau đi thôi. Đi nào.
mau đi thôi. Đi nào. Các ngươi tự mình chui đầu vào rõ. Thả người của Vô Sâu Quán bọn ta ra. Không giao ra kim phật, sao ta có thể thả người được? Dựa vào cái gì đưa cho các người? Đại sư huynh, đều quên rồi à? Vô Sâu Quán bây giờ ai là đại sư huynh? Đại sư huynh, đại sư huynh, sao thế? Không sao chứ? Thập Tam khiến đệ thất vọng rồi. Đừng nói như vậy, còn có đệ mà. Đại sư huynh, Thập Tam, mau tỉnh lại đi Thập Tam. Thập Tam, hư hư thật thật, hư hư thật thật, trong hư có thật. Trong thật có hư. Thập Tam, lời tỉnh lại đi. Chúng ta đã nói rõ với nhau rồi. Cô giúp ta đoạt lại Vô Sâu Quán, ta giao kim phật cho cô. Nhưng cô lại nuốt lời. Vì sao lại nổ súng? Kim phật đâu? Kim phật, kim phật ở chỗ ta. Thập Tam, Thập Tam,
Thập Tam, đệ không sao chứ? Đệ không sao, chúng ta đi thôi. Đi nào. Đại sư huynh. Tha cho cô một mạng, tự biết điều đi. Cha. Cha. Sư phụ, nhìn kìa, cha, sư phụ. Ta đã nghĩ ra cái tên đặt cho con rồi. Quán chủ, người ngủ đã lâu như vậy rồi, người mới tỉnh dậy đã nói chuyện đó sao? Đúng. Cầm lấy. Cha, rốt cuộc là chuyện gì thế? Mấy ngày trước cử năng đến tìm ta, đưa cho ta một cái lư hương. Buổi tối ta đang suy nghĩ cái tên đặt cho Thập Tam. Đột nhiên ta ngửi được một mùi thơm. Thực ra có hai loại mùi hương không hề có độc, nhưng trộn lẫn với nhau thì lại biến thành nhuyễn hương bơ. Cho nên ta mới biết có kẻ muốn làm gì đó. Thế rồi tương kế tự kế. Sư thúc à, quá nữa là thúc vì ham chơi hả? Vẫn là con hiểu ta. Sư phụ, sao người lại truyền võ quán lại cho sư thúc? Vũ Năng à, con vẫn luôn muốn chấn hưng lại võ quán. Nhưng con có từng nghĩ võ quán là gì không? Là căn phòng này sao? Võ quán chẳng qua chỉ là một cái danh xưng mà thôi. Các đệ tử sớm muộn cũng sẽ rời khỏi chỗ này, đem tinh thần chỗ này phát dương khắp nơi. Họ mới là sức mạnh phát dương quang đại của võ quán. Có lẽ một ngày nào đó căn phòng này mất đi, đến lúc đó khắp thiên hạ đều phát dương tinh thần của chúng ta. So với như vậy, cứ bám lấy cái võ quán này có ý nghĩa gì chứ hả? Sư thúc, con cam lòng chịu phạt. Con nguyện thay đệ đệ chịu phạt. Quán chủ, con nguyện thay chủ năng sư huynh chịu phạt. Đại sư huynh, hai đứa sao lại quỳ xuống? Tại không đứng vững nổi nữa à? Ta từng nói sẽ trừng phạt ai sao? Thật là. Đa tạ sư thúc. Đa tạ quán chủ. Nhớ kỹ, tinh túy của công phu 6 chữ: công và thủ, lấy và bỏ. Nhìn bức tượng kim Phật này, Vô Song Quán của chúng ta trải qua bao nhiêu năm thăng trầm chỉ là để bảo vệ kim Phật này. Và bí mật lớn nhất của kim Phật này đó là bản đồ kho báu được giấu bên trong.
Cha ta từng dặn dò phải giao kim Phật cho người đáng tin cậy. Thập Tam, còn chuyện quan trọng hơn nữa cần huynh thực hiện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.